Các bạn nhìn thấy video mình này có đây không? Đây là một video sóng nhạc mình đã tạo sẵn để có thể up lên Facebook, nhìn vô cùng là đẹp. Đó. Và mình đã làm video này như thế nào thì mình sẽ dẫn các bạn chi tiết ở trong cái video này nhá. Còn bây giờ thì hãy cùng mình xem sơ một chút cái sóng nhạc này nào. Để làm được thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình phần mềm có tên là AV Player Lite. Thì để tải, các bạn hãy vào cho mình cửa hàng Play. Sau đó ở trên thanh tìm kiếm các bạn gõ cho mình là AV. Kết quả đầu tiên hiện ra luôn các bạn này, AV Music Player Lite. Chọn vào này, cài đặt nhá. Đây sẽ là ứng dụng giúp chúng ta có thể làm được sóng nhạc ở trên điện thoại mà rất là đơn giản. Các bạn sẽ không phải qua quá nhiều bước lằng nhằng đâu. Sau khi cài xong phần mềm này thì các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm cho mình tối thiểu là hai cái ảnh. Một ảnh sẽ làm ảnh nền và một ảnh sẽ sử dụng để đổi ở trong cái hình tam giác của chúng ta này. Đó, đây là ảnh nền đằng sau này và đây là ảnh trong tam giác. Các bạn chuẩn bị nhá. Hiện tại ở đây thì mình đã có sẵn rồi. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình này là cái ảnh nền của chúng ta ấy, các bạn sẽ để cho mình là nền hình chữ nhật như thế này. Chứ còn các bạn đừng dùng hình nền dọc hay hình nền vuông thì nó sẽ không được đẹp lắm cho video xuất ra của chúng ta. Còn đối với cái ảnh để trong tam giác ấy thì các bạn đã chuẩn bị cho mình một ảnh vuông có tỷ lệ là 1:1 để cho chúng ta đưa vào trong nó sẽ đẹp nhất. Và một cái bước chuẩn bị cuối cùng nữa trước khi các bạn mở cái ứng dụng AV Player Lite của chúng ta ra, đó chính là các bạn hãy bật cho mình cái tính năng xoay tự động ở trên điện thoại lên để tí nữa vào trong phần mềm này thì mình sẽ xoay ngang màn hình ra, dễ dàng thao tác hơn và các bạn xem cái video xuất ra nó như thế nào hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta xuất video ra định dạng 720p thì 1080 thì đều là video nằm ngang hết, và chúng ta để máy dọc ấy thì cái ảnh nó sẽ bị dọc, thành ra lúc xuất là rất là xấu. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào phần mềm và xoay ngang máy nhá. Và khi vào thì phần mềm sẽ yêu cầu cấp quyền, các bạn nhớ ấn cho phép để cấp đầy đủ quyền cho phần mềm. Ở đây còn có thêm một cái bảng nữa thì các bạn cứ ấn đồng ý cho mình, nói chung là các cái điều khoản đưa ra thôi, phần mềm nào chẳng thấy đâu các bạn. Ok, khi vào phần mềm rồi thì các bạn sẽ nhấn cho mình vào phần menu này, sau đó các bạn chọn cho mình là library ở đây để vào thư viện nhạc của bạn. Chọn everything để hiện lên tất cả những bài hát đang có mặt ở trong máy bạn. Lúc này thì việc đơn giản thôi, bạn chọn cái bài hát nào mà bạn muốn thêm sóng nhạc vào ấy. Ví dụ ở đây nhá, mình đang chọn cái bài là For Me Me chẳng hạn thì mình sẽ nhấn vào bài For Me Me. Như các bạn thấy lập tức là bài hát được chơi luôn. À, để mình giảm bớt tiếng. Rồi, nếu nhìn thế này thì các bạn không thấy sóng nhạc đúng không? Để hiện ra các bạn nhấn vào phần menu, sau đó chọn cho mình phần Visualizer. Đó, lúc này bắt đầu có sóng nhạc rồi. Đến bước này thì các bạn sẽ nhấn cho mình vào cái hình mà có nhiều ô vuông này này. Chúng ta nhấn vào để chọn kiểu sóng nhạc mà bạn mong muốn. Tuy nhiên có một cái là mỗi kiểu sóng nhạc này sẽ đi kèm theo một cách cài đặt khác nhau. Vì vậy mình hướng dẫn các bạn cách làm theo hình tam giác ban đầu mình đang có. Các bạn sẽ làm tương tự với những cái khác nhá. Chọn hình tam giác của chúng ta. Ban đầu sẽ như thế này các bạn này. Có nền trong này, rồi là có nền ngoài này. Để sửa từng nền một thì các bạn nhấn vào hình cái bút này. Các bạn chọn phần IMAX này. Bạn để ý không? Nó nháy một cái ô vuông xung quanh. Tức là bạn sẽ thay đổi cái hình nền ở cái phần ô vuông đó. Sau khi chọn IMAX đây xong thì các bạn sẽ chọn tiếp cho mình cái IMAX ở đây. Và nhấn vào Custom IMAX này. Rồi kéo xuống dưới nha. Chọn Pick IMAX. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình hình nền ngang chúng ta vừa chuẩn bị vừa rồi. Ok, như vậy là mình đã chọn xong. Giờ mình sẽ bách ra để các bạn nhìn dễ hơn. Đấy, cái phần đằng sau thay đổi các bạn thấy chưa? Tiếp tục nhá, mình sẽ thay đổi đến cái phần hình nền ở trong cái tam giác của chúng ta. Lại nhấn vào cái bút này. Lúc này các bạn kéo cho mình xuống dưới ở cái phần Composition 1. Nhấn vào IMAX. Các bạn thấy ô vuông nhỏ chưa? Như vậy là thay đổi hình nền ở trong. Nhấn tiếp vào cái IMAX cho mình. Nhấn vào Custom IMAX ở đây. Chọn Pick IMAX. Lúc này thì mình sẽ chọn cái hình nền vuông mình chuẩn bị sẵn. Và lập tức ở bên trong mình thay đổi luôn. À, có một số trường hợp nó hơi buồn cười một chút là các bạn chọn hình ảnh xong nhưng các bạn không nhìn thấy gì cả. Để xử lý thì các bạn hãy nhấn cho mình vào lại IMAX để thu nhỏ cái bảng này lại. Sau đó nhẹ nhàng kéo xuống dưới và tìm cái phần Blur. Các bạn thấy cái phần Blur Enable không? Nếu nó được bật lên thì các bạn tắt nó đi nhá. Rồi. Đến đây thì gần như bước chính của mình đã hoàn thành rồi, chỉ còn bước xuất nhạc ra mà thôi. Nhưng mà để mình quay về cái bài hát của mình á, đã bị nhảy sang bài hát khác này các bạn này. Rồi, mình đã quay về For Me Me. Nhưng các bạn thấy là bây giờ của mình khi mà phát lập tức có sóng nhạc chạy theo, nhìn vô cùng là đẹp, rồi là ở giữa hiệu ứng nháy loạn xạ. Nếu như bạn nào mà thích nhạc kiểu nó sôi động hơn thì các bạn có thể chèn vào, nói chung là làm rất nhiều thứ thú vị. Trong đó có một việc là bạn chèn avatar của bạn vào, còn đây là ảnh bìa Facebook và up lên Facebook. Tuyệt vời chưa các bạn? Để xuất ra thì các bạn nhấn cho mình vào cái hình mũi tên như kiểu download đây này. Nhấn vào phần file name này là phần tên. Ở đây mình sẽ để là video đi. Rồi tiếp theo
cái phần preset này các bạn nhấn vào và chọn cho mình cái phần là 1080p A+30. Nói chung là bạn cứ chọn cái phần mà cao nhất có thể xuất được của máy bạn thì chất lượng video sẽ là tốt nhất. Còn nếu bạn nào mà không tự tin với máy ấy, bạn có thể chọn thấp hơn như kiểu là 1080p 30 nhưng mà loud này, tức là chất lượng thấp ấy. Còn 720p 30 cũng được, thì là xuất thì là HD thôi. Nhưng mà mình sẽ chọn 1080p 30 chất lượng 2. Và các bạn kéo xuống dưới cho mình, chọn export. Và như các bạn thấy đây, mình đang có hai video này. Đây là cái ban đầu mình tạo và đây là cái mình mới tạo ra xong. Bây giờ mình sẽ play vào để xem nó có giống như cái ban đầu này hay không nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Sóng nhạc nhảy tưng bừng lên, đánh loạn xạ. Nói chung là cái này làm khá là đơn giản và rất là đẹp. Chỉ chủ yếu vất vả một chút cái bước các bạn chọn cái phần IMAX thôi. Cần phải chọn đúng thì mới có thể là thêm hình ảnh vào. Và chúc các bạn sẽ có những video sóng nhạc thật là đẹp nhá. Video của mình thì kết thúc ở đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên một like, một sub cho kênh của bọn mình. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.